báo chí nước ngoài rầm rộ đưa tin về Việt Nam khi VinFast chạy trên xa lộ Mỹ. Hello, chào các bạn. Dạo gần đây, thấy báo chí quốc tế đưa tin Việt Nam nhiều quá các bạn ạ. Nào thì Việt Nam giàu thế, họ toàn người siêu giàu. Ngân hàng Thế giới World Bank ước tính Việt Nam có 110 người siêu giàu với tài sản từ 30 triệu đô la Mỹ, 630 tỷ đồng trở lên. World Bank nói số người siêu giàu ở Việt Nam tương đương với các quốc gia khác cùng mức thu nhập như Việt Nam. Con số này được nêu trong một báo cáo về kinh tế vĩ mô được World Bank công bố hôm 8 tháng 7. Ông Phạm Nhật Vượng là một trong những doanh nhân giàu nhất Việt Nam, gần đây đã xuất khẩu thành công lô xe điện đầu tiên của mình sang đất Mỹ. Quả thật rất ngưỡng mộ và tự hào. Theo báo cáo, Việt Nam ước tính có 110 người siêu giàu vào năm 2013, tăng từ mức 34 người siêu giàu năm 2003. World Bank khen ngợi Việt Nam đã đạt mức tăng trưởng cao trong khi bất bình đẳng với thu nhập chỉ tăng ở mức khiêm tốn trong thời gian qua, khác với các nước như Trung Quốc. Tuy vậy, vẫn có lo ngại về bất bình đẳng, phản ánh sự khác biệt đáng kể về điều kiện kinh tế theo nhóm dân tộc và vùng miền. Bên cạnh đó là khoảng cách giữa những người rất giàu và phần đông người Việt Nam cũng như tình trạng bất bình đẳng đáng kể về cơ hội. Báo cáo của World Bank nhận định ổn định kinh tế vĩ mô của Việt Nam tiếp tục được cải thiện. Tuy nhiên, tăng trưởng kinh tế vẫn khiêm tốn và tiếp tục dưới mức tiềm năng, báo cáo nói. Cầu trong của nước Việt Nam vẫn còn yếu do lòng tin của khu vực tư nhân chưa đủ mạnh, tỷ lệ nợ trên vốn của các doanh nghiệp nhà nước và tỷ lệ nợ xấu tại các ngân hàng thương mại còn cao, dư địa tài khóa bị thu hẹp. Bà Victoria Kwakwa, Giám đốc Quốc gia của Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam nói, tăng trưởng dự báo ở mức 5,4% vẫn cao hơn nhiều quốc gia trong khu vực và trên thế giới. Nhưng mức tăng trưởng đó vẫn chưa tương xứng với tiềm năng của Việt Nam. Theo hãng tin Bloomberg, Việt Nam một lần nữa đang đứng trước cơ hội cất cánh về kinh tế. Nhiều công ty muốn chuyển sản xuất khỏi Trung Quốc, xem Việt Nam là một lựa chọn lý tưởng. Nhà sản xuất máy in Kyocera Document Solution, một công ty con của Korea Corp, dự kiến sẽ tăng gấp 4 lần sản lượng máy in sản xuất hàng năm tại Việt Nam lên 2 triệu chiếc trong thời gian từ nay tới tháng 3 năm 2018. Một phần cơ sở sản xuất của Korea Document Solution sẽ được chuyển tới Hải Phòng, đưa Việt Nam trở thành cơ sở sản xuất máy in lớn nhất của công ty này. Theo dự kiến, công ty sẽ xây thêm một nhà máy nữa tại Việt Nam vào tháng 8 năm nay. Việt Nam thực sự hưởng lợi lớn từ việc Trung Quốc mất lợi thế cạnh tranh do tiền lương tăng và đồng nhân dân tệ mạnh. Ông Frederick Newman, đồng giám đốc nghiên cứu kinh tế châu Á của ngân hàng HSBC tại Hồng Kông nhận xét. Bằng cách dịch chuyển sớm vào khoảng trống mà Trung Quốc để lại, Việt Nam có lợi thế đi đầu và giờ là lúc Việt Nam bắt đầu thể hiện lợi thế đó. Mình xin dừng video tại đây. Quý vị thấy sao với chủ đề ngày hôm nay? Hãy bình luận xuống dưới cho tôi biết nhé!